Xin chào quý anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cho cặp tỷ giá GU trong những ngày cuối tuần, những phiên cuối tuần của ngày 31 tháng 7 năm 2015. Như quý vị có thể quan sát ở trên biểu đồ thì với biểu đồ H4 thì GU đang có một cái biên độ sideways trong cái biên độ giá từ cái ngưỡng 1.5674 cho đến cái vùng 1.5464, tức là biên độ dịch trong vòng 200 pip của trên biểu đồ H4. Hiện nay GU thì quý vị thấy rằng cứ một cây tăng và một cây giảm, đúng không ạ? Thể hiện cho một xu thế giằng co cho cái thị trường, tâm lý thị trường. Không biết là GU đang chờ đợi một tin tức gì trong tuần tới thì chúng ta sẽ cùng xem lại để điểm tin trong cái tin tức trong tuần tới. Trên biểu đồ H1 thì quý vị thấy rằng GU đang tiếp tục giao dịch dưới cái đường giải Dragon và cho một xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên thì lại có một cây nến tăng. Như vậy thì động thái của GU đang cho thấy là chúng ta có thể vẽ những cái đường trend để căn chỉnh những cái trạng thái chờ đợi của tỷ giá này. Với một xu hướng tăng thì chúng ta đã vẽ được một cái đường uptrend tại những cái điểm vùng mà GU đã tạo, đó là quanh cái ngưỡng 1.5321, tiếp theo đó là 1.5462 và tạo tiếp một cái đáy, tức là tầm 1.55. Tức là xu hướng ở trên BH1 là xu hướng tăng đối với một đường trend cản cứng với uptrend. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, với tiếp tục một cái đà một cái đường băng ngang, đó là loạt đường hỗ trợ có vẻ như khá vững chắc tại khu vực 1.56.73. Trên biểu đồ khung dài hạn thì quý vị có thể thấy rằng GU đang được giao dịch quanh cái ngưỡng vùng tâm lý ở vùng 1.55.43, như vậy có xu hướng có thể là tăng. Như vậy thì cái chiến lược giao dịch của chúng tôi trong cái phiên giao dịch cũng như là cái tháng kết thúc tháng thì chúng ta sẽ bán khi giá xuyên phá cái ngưỡng vùng cái đường uptrend. Cái hành vi giá quý vị có thể chú ý trong bất kỳ một cái tâm lý thị trường, như chúng tôi đã nói rất nhiều cái video là chúng ta sẽ bán khi mà giá phá vỡ cái đường trend, và rất có thể giá sẽ quay trở lại test lại cái đường trend này một lần và tiếp tục có thể giảm giá. Đó là một cái xu hướng giảm cho cái giá GU mà quý vị cần phải chú ý, tức là chúng ta sẽ không không nghĩ rằng giá lên hay giá xuống, mà chúng ta sẽ nhìn rằng trường hợp giá phá uptrend chúng ta sẽ bán xuống. Tương tự trường hợp giá phá qua đường đường horizontal và đường đường cắt ngang tại cái ngưỡng 1.5673 thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục mua lên cho cái tỷ giá này. Như vậy thì cái điểm cắt chốt lời và cắt lỗ chúng ta sẽ cắt lỗ, ví dụ trường hợp bán chúng ta sẽ cắt lỗ trên những cái ngưỡng kháng cự của đường horizontal, và trường hợp mua thì chúng ta sẽ cắt lỗ ở dưới cái đường đường uptrend này để đảm bảo cái an toàn khi mà trường hợp những trường hợp mà giá hit stop loss, tức là giá đã phá vỡ cái trend và giá có thể tiếp tục một cái xu hướng tăng hoặc giảm để chúng ta có thể không bị cắt lỗ một cách ngớ ngẩn, đúng không ạ? Thì đó là cái bản tin nhận định cho cặp tỷ giá GU. Quý vị có thể biết rằng là GU thì có một cái biên độ giá chạy khá là khó chịu trong tất cả các cặp tỷ giá khác, và chúng ta cần phải chú ý hơn khi chúng ta giao dịch. Cách an toàn giao dịch của chúng tôi là cách giao dịch an toàn thì chúng ta nên giao dịch theo cái cách breakout để chúng ta giảm thiểu cái rủi ro trong cái trường hợp giá có biến động. Đó là cái bản tin nhận định cho những ngày cuối tháng của tỷ giá GU. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.